Ngày 12 tháng 7, đại diện phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra PC01 công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên 33 tuổi, Hồ Lê Kha 27 tuổi, Huỳnh Lan Nhi 29 tuổi, Bùi Thị Tố Anh 40 tuổi để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, phòng PC01 tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của công ty cổ phần bao bì TP quận Bình Tân Tố giác việc một số nhân viên kinh doanh cấu kết với kế toán, chiếm đoạt tài sản trị giá trên 100 tỷ đồng. Sau đó, công an xác định Kiên là trưởng nhóm kinh doanh cầm đầu, đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh là Kha và Nhi, cấu kết với kế toán là Oanh, móc nối với người tiêu thụ bên ngoài để gian dối trong việc lập lệnh sản xuất, lệnh xuất kho thành phẩm và không xuất hóa đơn bán hàng nhằm chiếm đoạt số lượng lớn bao bì thành phẩm của công ty. Tại cơ quan công an, cả bốn người đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện phòng PC01 tiếp tục điều